mà. Bánh kem này còn ngon nữa chứ. Em ăn không? Ê, ngươi định làm cái gì vậy? Mọi người đang ăn cái gì vậy? Thơm quá!
nhìn ngon quá, nhìn mọi người ăn mà mình thèm quá đi, mình cũng muốn được ăn. Em hết rồi, em sẽ ăn liền quá, ăn nhanh quá. Đi vào dọn đi, xong rồi còn ra ăn tiếp. Wow, nhiều quá. Xúc xích heo cao bồi. Vừa nay mình thấy các bạn gọi đây là cái nia đa năng. Dùng cái này để bóc xúc xích này. À, mình cũng bóc được rồi. Mình đã ăn được món nào ngon như thế này. Đây là đuôi này. Ồ, đúng rồi. Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ là tên cá chỉ có ở trên phim thôi. Ai ngờ hôm nay là tên cá xuất hiện ở nhà mình hôm nay. Ui bạn này, cái đuôi gì này? Chị anh ơi, cái đuôi còn cử động này. Ui tóc dài xinh quá. À, ba đứa này vì chị tên cá không có nhà cho nên mẹ quyết định sẽ nhận nuôi chị tên cá, và từ giờ chị tiên cá sẽ là chị cái nuôi của ba đứa. Chị cái nuôi à? Đúng rồi, con có thích không? Không hiểu chị ấy đang làm lắm, ăn xúc xích của con rồi kìa. Chị xin lỗi, tại vì xúc xích ngon quá, với lại chị đang đói cho nên chị mới ăn nhiều như vậy. Không, không thích đâu, con đang là chị cả, tự dưng có người là chị của con không thích đâu. Con chỉ có một chị gái này thôi, con không thế. Thôi nào ba đứa, nhà càng đông chị em thì càng vui chứ sao. Mà xúc xích hết rồi thì mai mẹ lại mua tiếp cho. Mẹ quyết định rồi, không thay đổi nữa. Ok mẹ. Con đứa xin cái gì này? Bà thì đứa này. Thôi tiên cá con đừng buồn nhá, từ giờ con sẽ là con gái nuôi của mẹ. Vâng, con cảm ơn mẹ. Ôi nhưng mà này tiên cá ơi, con không có chân thì làm sao mà đi lại trên cạn được. Mẹ đừng lo, mẹ nhìn con này. Không biết ai mới là con rùa, ai mới là con nuôi nữa. Cái bể bơi đấy phải là của chúng mình mới đúng. Vừa bơi đi với chị nha. Bơi, bơi, bơi. Vừa bơi đi với chị nha. Bơi nào, bơi nào.
mà. Em rồi, không hiểu sao ba em ấy lại ghét chị thế nhỉ. Thôi, mời tiếp nhá. Nào, bơi bơi bơi, bơi cùng chị nha. Ngon quá hai đứa nhỏ. Vâng ạ. À đúng rồi, lát nữa chị sẽ cất hai ly đi. Mai đi cắm trại cùng lớp chị sẽ mang đi để ăn. Ly sắp xếp nhỏ gọn để mang đi đâu cũng thấy tiện. Tí tí, em cũng cất hai ly đi. Sao mai đi chơi á, em đúc cái tính quan này đưa vào đấy á, lấy ra ăn nè. Em cũng thế. Hai cái đứa này, cái em miếng nào nó không chịu được à? Ăn đi. Tự dưng cô bảo chị tiên cá từ trên trời rơi xuống. Thành ra bây giờ có đồ ăn phải chia thành 4 phần. Xong lúc nào mẹ cũng so sánh chị tiên cá chằm của ba đứa này thì lười quá. Lười quá. Tức thật đấy. Giờ là cách làm để cho tiên cá tự ra khỏi nhà nhở. Em không biết, em chịu được. Em nghĩ là khó lắm đây. Ở nhà mình xuống tí này á, còn lâu mới đi. Trừ khi tức cái gì đấy thì mới đi thôi. À, chị đã có cách. Chị tiên cá ơi. Sao thế hai? Để chào mừng chị đến với nhà mình và làm chị gái nuôi của bọn em. Nuôi của bọn em. Em có mưa chị cũng chưa phải xem này. Giờ đến ngồi đây, chị xin hai nhá. Chưa hết đâu, còn cả một chai nước ngọt nữa này. Đây 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 đây. Chị. Sao thế? Chị khó ăn quá à? Chị thấy hơi nặng. Thế thì để em giúp. Em giúp chị nhá. Bánh kem này cũng ngon đấy chứ. Em ăn không? Gì kìa anh à? Thất bại rồi. Mực thế nhở? Cả cái bánh kem không mặt. Thế mà không tức. Chị kém quá. Nhìn xem cách của em đây này. Chị điên cả rồi. Em mua cho chị cái bánh mì này. Rồi cho chị thật á? Vâng, chị cảm nhận không em đủ ý bây giờ. Chị xin nhá. Cơ quá, chị ăn thật nhá. Vâng, chị ăn đi. Một con rắn đồ chơi, đáng yêu quá. Em tặng cho chị à? Ai ôi mà. Không sợ đâu à? Không, chị này đáng yêu mà. Nhìn nó bò lên má chị nhá. Bò. Giòn bánh này rất ngon. Thế mà có người chê mình kém cơ đấy. Con rắn nhìn ghê như thế mà không sợ. Chị anh ơi, có việc gấp, việc gấp ý á. Ôi dồi ôi, việc gì? Đủ cái chai nước của chị nữa nè. Nhưng mà việc này, gấp hơn. Đi nhanh đi. Này, nhớ phải ngắm chuẩn đấy nhá. Yên tâm. Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
Tất cả là tại Tiên Cá thì chúng mình mới phải đi cọ cho lại như thế này. Nhất định phải đuổi Tiên Cá ra khỏi nhà. Đúng rồi. Đợi em với. Của em mà chị của em nữa. Đây là nhà của chúng mình, chị đừng đi đâu chị nhá. Đi về nhà.